Sáng nay tại trường chính trị thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên này, các đại biểu cựu chiến binh thành phố tiến hành những nội dung còn lại trong công tác chuẩn bị cho phiên chính thức của đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 26 tháng 8. Ngoài việc lấy ý kiến góp ý cho các văn kiện đại hội như dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 6, báo cáo kết quả tham gia sửa đổi bổ sung điều lệ hội, các đại biểu cũng tham gia góp ý cho các tham luận sẽ trình bày tại đại hội. Với khẩu hiệu trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, đại hội lần này sẽ đánh dấu cột mốc mới trong việc kiện toàn tổ chức hội, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến. Dịp này, đại hội đã trao 36 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cuộc thi, hoạt động hướng về chào mừng đại hội, đồng thời trao 10 sổ bảo hiểm xã hội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.